em ơi thị trường ngày hôm nay có phải là phiên phân phối thứ nhất hay không và mình có nên bán hết cổ phiếu đợi những cái nhịp điều chỉnh mua vào cho nó an toàn hay không tất cả sẽ được bật mí trong video ngày hôm nay và lời đó đầu tiên em gửi một cái lời chào thân thương, thương cũng như là một lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh chị mình đang xem video ngày hôm nay thị trường của chúng ta có một cái phiên giảm về cuối ATC và nó vẫn đậu trên những cái mốc là 1280 giảm khoảng 5.3 điểm và với cái động thái của thị trường và kèm với lại cái thanh khoản ở những cái mức là 692 triệu cổ phiếu, rất nhiều anh chị mình cho rằng thị trường ở trong những cái vùng rủi ro và có một cái sướng là muốn bán hết cổ phiếu ra đợi những cái nhịp điều chỉnh để mà anh chị mình gia tăng để mà anh chị mình mua mới. Vậy đối với cái quan điểm đó nên hay không nên thì anh chị cần phải chú ý một số cái điểm lưu ý sau. Và trước khi đi vào phần nội dung chính, anh chị nhớ dừng khoảng 3 giây ủng hộ em một cái nút like, đăng ký kênh và chia sẻ để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn trên kênh youtube đầu tư cùng với Quy Stock. Rồi, bây giờ em cùng với cả nhà đi qua một vài cái số liệu sơ bộ của thị trường một tí. Ngày hôm nay thị trường giảm khoảng 5.3 điểm, à, còn bên phái sinh thì bị bán về cuối phiên còn tăng khoảng 1.7. Về độ phủ của thị trường có 259 mà giảm, 148 mà tăng và 68 mã dự tham chiếu. À, ngôi sao ngày hôm nay dành cho những cái cổ phiếu như là VB Bank có lúc tăng gần 2.5%. Kế tiếp là gần cuối phiên chiều thì dòng tiền vào HCM rất là ok, một cái cây bùng nổ đó đó, 670 tỷ cổ phiếu tăng 3.3%, ngoài ra là những cái cổ phiếu nhà họ Vinh, Vinh Home nè, VRE này, rồi Vic nè cũng đóng góp về chỉ số rất nhiều. Tuy nhiên bên chiều hướng giảm á, ngày hôm nay tiêu cực dồn về cái cổ phiếu BNG khi mà trong ATC đè khoảng 5.8% anh chị để là 2 giờ 30 là cổ phiếu ở những cái mức là 104.8 nhưng mà trong ATC thì nói thật anh chị là nếu mà nó đánh trong ATC thì em chịu em không phân tích được vì nó có những cái thuật toán nó kê lệnh như thế nào đấy nhưng mà cuối phiên thì cổ phiếu giảm gần như là gần 6 phần trăm với một cái biên tương đối khá là lớn nên nó đè về cái chỉ số của thị trường nhiều nếu mà trừ cái cổ phiếu BNC ra ngày hôm nay em nghĩ là thị trường cùng lắm là nó giảm một điểm hai điểm trong ATC thôi thậm chí có những lúc thị trường kéo lên 1290 nè anh nhìn thấy không mà có những lúc thị trường của chúng ta nó kéo rất là ok nhưng mà tạo lập họ đang có một cái một cái vấn đề là họ muốn đè họ kìm về những cái chỉ số để cho thị trường bớt hưng phấn lại cũng như chúng ta sắp trải qua cái kỳ nghỉ lễ bao à, 2 tháng 9 nữa mà với cái kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 à, thị trường trong tuần sau sẽ nghỉ thứ hai và thứ ba là ngày 2 tháng 9 và ngày 3 tháng 9 bắt đầu thứ tư sẽ giao dịch trở lại như bình thường còn về cái số liệu của nước ngoài thì ngày hôm nay họ bán khoảng gần 400 tỷ trong đó có Hòa Phát, Hoa Sen, VB Bank, một vài mã cổ phiếu khác còn tự doanh thì hiện tại vẫn chưa có những cái cập nhật nào mới. Tuy nhiên nước ngoài và tự doanh trong cái vùng này nó cũng không góp quá nhiều đâu. Chiều biến động của thị trường này, Vinamilk, Masan, FPT, BNG, Vietcombank, CTG, BID, HVN là những mã mà kéo thị trường của chúng ta giảm. Còn bên chiều hướng tăng như em đã đề cập anh chị là có Vinhome, VB vpbank, VRE, Techcombank, HCM, SSI và VCI. Và đó là những cái thông tin sơ bộ của thị trường ngày hôm nay. Vậy bên khu vực của thị trường chứng khoán thế giới có những cái vấn đề gì bất cập để mà anh chị cần phải lưu tâm hay không? Thì chia sẻ cho anh chị luôn, hiện tại là hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ nè, à, hiện tại thì nó vẫn tăng 25 điểm. Còn bên khu vực của châu Âu thì sao? US30 nè, đấy vẫn tăng nhẹ. Bên châu Âu thì nó giảm nhẹ. Còn đối với khu vực của thị trường chứng khoán châu Á trong ngày hôm nay. À, ngày hôm nay khu vực của châu Á này thì nó dường như là anh chị thấy nó ít biến động lắm. Ví dụ như Shanghai nè, tăng 0 Hang Seng là tăng mạnh khoảng 1%, sang đi Dow Jones Shanghai này, DJ Shanghai này tăng khoảng 0,01%, China A50 này thì giảm 0.38%. Đấy, thì nhìn chung thì với những cái số liệu trong tuần vừa qua cũng như cái bài phát biểu của chủ tịch Fed là ông Powell về cái câu chuyện là sắp tới là Fed họ sẽ hạ lãi suất không biết là 0.25% hay là 0.5% thì trước đó những cái thị trường tài chính như là Dow Jones nó tăng mạnh những cái thị trường bên khu vực của châu Âu cũng như thế thì bây giờ nó gặp những cấp lực uh, bán ra cũng là một trong những cái vấn đề dễ hiểu đó là thị trường ngày hôm nay em nói thật anh chị nó giảm điểm thì nhiều anh chị mà lo lắng nhưng mà đối với em những cái phiên giảm điểm này uh, nó chỉ là một trong những cái nhịp điều chỉnh bình thường vì bản chất thị trường nó đã, đã tăng từ bao nhiêu từ những cái vùng phía dưới lên khoảng 105 điểm rồi thì không thể nào mà không tránh khỏi được những nhịp điều chỉnh đúng không ạ à? thị trường lên nó phải có những cái pha chỉnh giống như cái nhịp này nè thị trường đi lên nó cũng có những nhịp xiên xuống đấy nè nó cũng có những cái nhịp chỉnh bao nhiêu phần trăm mà hai phần trăm tương đối với 26 điểm nhưng mà sau những cái cú chỉnh này thị trường của chúng ta lại tiếp tục đi lên trong quá khứ lúc nào cũng như vậy cả đây cái nhịp tăng của thị trường bao nhiêu ạ à? à? 99 điểm này thì nó cũng có những cái pha điều chỉnh ngược trở lại bao nhiêu điểm mà à, khoảng hai phần trăm cũng khoảng 30 điểm hay là những nhịp kéo lên tiếp nè nó cũng có những cái pha điều chỉnh bao nhiêu ạ à? À, điều chỉnh khoảng 30 điểm và ngày hôm nay thị trường à, giảm nhẹ đúng không? 5.3 điểm với cái cây volume nó cũng không mấy là to, chỉ lớn hơn trung bình một tí. Từ quan điểm của em về thị trường ngày hôm nay nó không phải là phiên phân phối thứ nhất mà nó chỉ là một trong những cái phiên điều chỉnh làm mạnh của thị trường. Có lẽ là anh chị mình vừa qua mọi người cảm giác thị trường lúc nào nó cũng kéo mà ngày hôm nay nó không kéo anh chị mình lo lắng. Nhưng mà anh, em thấy là thị trường nó vẫn bình thường, nó không có cái vấn đề gì mà để anh chị mình sợ hãi. Nhiều anh chị mình đợi là gì? ô bây giờ tôi bán hết tôi đợi sập tôi mua nhưng em hỏi anh chị nè nếu thị trường nó không sập thì sao bây giờ em nói chị chỉ cần nó, nó rủ đúng một cây okay nè ba cây sau nó kéo giật ngược lên anh chị có dám mua hay không tại mà nếu mà nó sập ở đây nè nó quay về nó điều chỉnh dưới đây có chắc là anh chị mua ở trong những cái vùng này hay không hay là anh chị lại đợi về những cái vùng phía dưới để cho anh chị mình mua nên là nếu vị thế anh chị mình đang lãi mà người đang cầm hàng á thì đối với em nó không có cái lý do gì mà để anh chị mình bán hết ở đây anh chị mình sợ cả vì thị trường nó lên được thì nó chỉnh được nó đâu phải là kết thúc của một cái chu kỳ mà nó đe những cái thằng cổ phiếu như là BNG trong ATC thôi thì nó gây một cái tâm lý cho anh chị. Thì tí nữa em sẽ nói về cái con BNG này nó kỹ hơn. Rồi nó đe những cái cổ phiếu như là vinamilk nè rồi Việt băng BID thì thị trường của chúng ta có một cái phiên giảm khoảng 5 điểm. Còn để mà thị trường kết thúc một cái chu kỳ nó phải xuất hiện rất nhiều những cái điểm uptest của cái ngành dẫn dắt, những cái cổ phiếu kênh trên. Em lấy cho anh chị ví dụ nha. Trong cái tháng 12 năm 2023 vừa rồi á, thị trường đi lên bởi cái con sóng gì ạ? À? Sóng dẫn dắt là sóng ngân hàng, đúng không? Thị trường đi lên bởi cái con sóng ngân hàng, lúc đó những cổ phiếu ACB nè mọi người thấy không? Siêu dòng tiền vào những cái cổ phiếu này, và nó đi lên bao nhiêu phần trăm? Nó đi lên bao nhiêu ạ? 27 phần trăm. Sau khi lên 27 phần trăm, nó mới xuất hiện cái phim bị bán khối lượng to. To mà, rất to, 25-26 triệu, giảm 1.3 phần trăm. Hay là em lấy cho anh chị rõ nét nhất là cổ phiếu CTG này nó tăng lên bao nhiêu phần trăm từ những cái vùng nền của nó nó tăng bao nhiêu ạ à? 39 phần trăm gần 40 phần trăm thì nó mới xuất hiện những cái điểm up này đấy bị bán khối lượng 25 ,7 triệu 7 nè giảm 1.4 phần trăm nhưng mà nếu chị nhìn cái biên độ một ngày á là nó giảm bao nhiêu 5 phần trăm sáng nó tăng chiều nó bị đạp xuống cái biên độ một ngày của cái phiên này là 5 phần trăm thì đây gọi là cái gì up -thirst. chứng tỏ là tổ chức nó ra hàng với những cây volume to nhưng sau cái phiên up này cổ phiếu nó còn kéo ngược lên để làm gì ạ à? để mà nó test cái đỉnh ở đây không bao giờ mà đùng một cái mà nó rơi anh chị hình dung những cái cổ phiếu ngân hàng á, là những cái cổ phiếu vốn hóa lớn rất nhiều những cái quỹ ngoài họ cầm rất nhiều những cái tay to mà có bao giờ mà ngân hàng nó đánh như là Benny không anh chị thích thì sàn mà thích thì trần làm như mà có chuyện đó trong quá khứ 2022 cũng như vậy à, những cái chu kỳ nè em lấy cho anh chị cổ phiếu mờ băng đi khi mà nó xuất hiện những cái điểm bất thết nó cũng phải vòng lên nó này bị bán khối lượng to đúng không nó vòng lên nó test được không ạ? À? Test thất bại lại bị bán tiếp, nhưng mà sau đó nó lại vòng lên nó test thêm một lần nữa. Tức là để một cái cổ phiếu nó phân phối kết thúc chu kỳ, nó phải tạo ít nhất từ 2 đến 3 đỉnh và liên tục bị bán khối lượng cực đại. Ok cổ phiếu nó phân phối nhưng mà anh chị nhìn rõ ràng ngày hôm nay á, những cái cổ phiếu như là CTG này, cái cây khối lượng của nó ở mức là 9 triệu rưỡi ngang với trung bình và nó đâu có mở biên đâu giảm chỉ có một phần trăm thôi đúng không mà đâu có tín hiệu mở biên nào mà thậm chí nó vừa break được cái kênh giảm ở đây và những cái dòng tiền lớn họ vẫn còn kẹp thì em cho rằng ngày hôm nay không phải là cái phiên phân phối kết thúc chu kỳ mà chỉ là một trong những cái nhịp điều chỉnh lành mạnh ha rồi kế tiếp những cổ phiếu như ACB ngày hôm nay đóng quanh tham chiếu khối lượng 4 triệu chín cổ phiếu ngày hôm nay quanh những cái mức trung bình thì em hỏi anh chị tổ chức nó có phân phối được trong những cái vùng này hay không tại nếu anh chị mình cho rằng là có bình luận chưa có còn nếu như là không thì bình luận chứ không em nói chị nếu mà nhà tư mà mà dễ đoán như thế thì đương nhiên là gì là tổ chức họ chỉ có lỗ thôi vì sao vì cái cung cầu là một trong những cái quyết định yếu tố của thị trường một cái thị trường phân phối phải là cái thị trường hưng phấn và giá cổ phiếu nó phải tăng mạnh còn trong khi anh chị nhìn con acb bốn năm tháng qua đi ngang ở đây anh chị mình có lãi không anh chị mình chưa có lãi tổ chức nó có lãi không nó nó đang gom hàng ở đây mà lấy gì nó có lại thì nó có phân phối hay không. Anh chị mình có hưng phấn mua đuổi ở đây để mà à, nó có chạy nước rút hay không như, như vậy này nè. Đấy, anh chị mình có hưng phấn mua đuổi ở đây để mà nó bán hay không. Đấy, kéo hai ba cây này đạp hai ba cây có hay không có. Bình luận bên dưới là anh chị sẽ biết liền. Rõ ràng là chưa có. Thì khi chưa có thì tổ chức họ chưa phân phối được trong những cái vùng này thì đâu có lý do gì để mà thị trường của chúng ta nó sập. Đúng không? BID nè. Đấy. Giảm 0.6% có lượng quanh những cái mức trung bình và nó như thế nào nó break được cái kênh giảm của nó. Thì đây chỉ là một trong những cái nhịp cân bằng lại. Em nói chỉ là à, không phải là thị trường của chúng ta nó, nó không xuất hiện những cái nhịp chỉnh nha. Chỉnh nó khác còn sập nó khác. Sập là thị trường rơi 100-200 điểm. Còn chỉnh lại chỉnh 5 điểm 10 điểm nhưng sau đó nó vẫn đi lên ok mà nè đi ngang là cân bằng cái kiểu dòng tiền vào thì là tiếp tục gì đi lên thôi còn những cái diễn biến ngắn hạn ví dụ anh chị mình thấy là ngày hôm nay cổ phiếu nó giảm một phần trăm anh chị nghĩ rằng nó yếu thì mình bị phân tích nó tiểu tiết quá khi mà anh chị phân tích tiểu tiết thì không bao giờ anh chị mình cầm cổ phiếu nó lâu được đúng không mọi người sẽ không có một góc nhìn nó tổng quan nhìn đâu cũng thấy bull trap, nhìn đâu cũng thấy bồ thì mãi mãi anh chị chỉ cầm tiền cho đến cuối chu kỳ anh chị mình vẫn cầm tiền với thị trường HD băng hỏi chị ngày hôm nay đóng quanh năm chiếu tổ chức có phân phối được hay không? Trên nó mạnh như thế này, phân phối là hành vi bị bán khối lượng lớn. Mọi người thấy cái khối lượng có lớn không mà? Không, khối lượng vẫn ở những cái mức trung bình. Liên việt này, khối lượng như thế này tổ chức phân phối cho ma. Phân phối bằng niềm tin hả anh chị em? Mọi người đừng nghĩ đơn giản là à, phân phối là là, là 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 dễ như ăn cháo không có đâu. Nó phải có những cái trạng thái về chạy nước rút, nó phải có những cái điểm phô mô và có những cái điểm bán tháo. Đó, ví dụ đây là cây phân phối đồng ý nhưng một điểm phân phối nó không kết thúc chu kỳ mà nó phải xảy ra một chuỗi hành vi phân phối liên tục. Lấy cho anh chị ví dụ cổ phiếu uh, uh, Liên Việt trong quá khứ đi để mọi người dễ hình dung này. Đây, cái chuỗi hành vi phân phối liên tục là gì? Chạy nước rút phân phối nè, đúng không ạ? Sau phân phối kéo lên hai ba cây nữa nè, mở gáp. Gáp này là gáp kiệt sức, đúng không ạ? Mở gáp cuối nè và anh chị sẽ thấy sau những cái pha mở gáp cuối nè, đi lên từ vùng không kiệt cung, cổ phiếu bị bán ba cây liên tục. hả mà Bị bán ba cây liên tục nó lại kéo lên tiếp rồi nó lại gì? nó lại bị bán xuống có nghĩa là nó phải xảy ra một chuỗi hành vi kéo và xả kéo và xả thì nó mới gọi là phân phối kết thúc chu kỳ mà trước đó nó phải có chạy nước rút nha chạy nước rút kéo và xả thì phân phối kết thúc chu kỳ nhưng mà anh chị thấy từ những điểm này nè thị trường có rơi ngay không không mãi đến một hai tháng sau thị trường của chúng ta nó mới gì nó mới đổ đều đó là mọi người đừng có bị sợ cái cụm từ là phân phối quá phân phối chỉ là hành vi tổ chức nó bán cho nhỏ lẻ thôi nhưng không đồng nghĩa là nó bán một cái là thị trường của chúng ta rồi và rõ ràng liên việc ở đây có phân phối được hay không khối lượng một triệu hai cổ phiếu phân phối bằng niềm tin đây là mời bạn anh chị nhìn đi khối lượng 10 triệu hai cổ phiếu thấp hơn mức trung bình là 11 một triệu tám cấu trúc cổ phiếu vẫn đang nằm trong cấu trúc gì xu hướng lên kênh này kênh trên đúng không đúng không đang tìm cần đỉnh thì hấp thụ lại những cái vùng cung một tí hấp thụ xong thì lại đâu lại vào đó trước khi lên lúc nào nó cũng phải có những cái vùng hấp thụ này cản cũ này phải mà hấp thụ nè dòng tiền vào nè định đi lên đó còn cái vấn đề mà nó lên em nói chị nè nó chỉnh cái phiên này ví dụ đi 1.2 phần trăm mọi người không có nào đánh giá một phiên chỉnh 1.2 phần mà người cho rằng nó yếu vì anh chị mình càng phân tích như thế này anh chị sẽ bỏ qua rất nhiều sự cổ phiếu lấy ví dụ chị g với không nổ lên hai ba cây chỉnh là một cây 2.4 phần trăm nghĩ rằng nó yếu bán ra xong qua ngày hôm sau nó bật tăng trần thấy chưa rất nhiều hồi xưa con xem nó cũng đánh như vậy 2021 anh chị em đây nè là trước khi lên nó phải đập cho cho nhà tư nhỏ lẻ một cây 7.7% anh chị tính từ giá uh, cao nhất đến giá đóng cửa đi làm biên độ 15%. Tức là buổi sáng kéo 7% chiều đập ngược lại 7% là nó giảm nè. Thả mà cái biên độ 15% trong khi dòng tiền nó vào nè, cuồn cuộn cuồn cuộn, cuồn. nó đập cho anh chị một cái rồi nó bắt đầu nó chạy nước rút. Đó là những cái vận động bình thường. Nên là mọi người đừng có quá lo lắng với thị trường là à, ngày hôm nay thị trường nó không tăng nó là cái thị trường bô. Mọi người càng phân tích ngắn hàng em hứa anh chị luôn chỉ càng mất hàng chứ không làm gì cả. Mà một khi thị trường nó kéo á, nó kéo cho anh chị đứng ngoài luôn. Ví dụ ngày hôm nay chị bán chị xong anh chị thấy thị trường nó giảm thấy vui đúng không? Ngày mai thị trường mà nó tăng ngược lại là anh chị thấy lo lắng liền. Mọi người cứ cảm nhận đi, vì em từng là anh chị em, từng là nhà tư cá nhân, em trải qua rồi. Em cứ cố gắng né một cái nhịp chỉnh của thị trường trong khi một cái con sóng em không ăn được gì cả. Rồi đến lúc mình tự tin nhất mình mua vào thì lại ăn ngay cái cú chỉnh lớn của thị trường. Nên là giai đoạn này là một trong những giai đoạn gì? ai cũng sợ đúng không nhà từ bây giờ mà có một cái tâm lý là sợ điều chỉnh sợ sập rồi thì thị trường thường nó sẽ diễn biến ngược lại với tâm lý anh chị em còn cái việc mà thị trường điều chỉnh nó là cái việc bình thường nha tết công băng nè, trend nó vẫn đi lên anh chị cầm anh chị mình có lỗ đó đúng không một tuần vừa qua, anh chị cầm có lỗ mỗi ngày nó cứ nhích một tí một tí tiên phong nè sáng nậu lên mà cái lực nó không đủ thì buổi chiều bị bán ngược lại xu hướng nó là tích lũy uh, việc công băng nè những cái cổ phiếu vừa break cái trend giảm nay thì phân phối bằng niềm tin đúng không? Dòng tiền nó mới vào đây thì đây phân phối đấy mà gì? Đây mà cắm đầu về 82 hả anh chị em? Nếu việc cấm bằng này mà cắm đầu về 82 em nói chỉ là thị trường nó nát. Thị trường về 1050 luôn. Nếu những cổ phiếu này nó rơi. Nhưng mà phải gắn liền với gì? Một cái sự kiện thiên nga đen cực kỳ khủng hoảng trong tài chính. Ví dụ nợ xấu tăng cao. Các ngân hàng lớn bị bị dính những cái cục nợ mà không thể thu hồi. Thì lúc đó nó sẽ xảy ra một cái sự kiện khủng hoảng. Thì các cổ phiếu hàng đồng loạt bị bán tháo. Thì thị trường này nó về về mò. Nhưng mà anh chị thấy cái tỷ lệ đó xảy ra cao hay không? mọi người cứ cân đo đong đếm đi cái tỷ lệ những cổ phiếu đó xảy ra cao hay không nếu như không thì thị trường ở đây chỉ là một trong những cái nhịp gì rung lắc nhẹ nhàng đúng không vib nè cổ phiếu này thì chưa có dòng tiền vào nói chung bình thường không đánh giá cao VIP băng hôm nay có lúc tăng hai trăm mấy phần trăm nhưng mà kết phiên thì tăng 1.3 vì cái nguồn cung phía trên nó vẫn còn nhiều cái cản này vẫn còn nhiều tuy nhiên mọi người để ý mọi người thấy những cái dòng tiền nó vào này đúng không dòng tiền vào những cái cổ phiếu này có thể ngày mai nó tiếp tục nó nổ lên thì sao nếu ngày mai nó nổ thì thị trường ở đây sập bằng điểm tin mai nó lại kéo nếu con vi băng dòng tiền nó vào nó sẽ đóng góp vào chỉ số rất là nhiều ngoài ra là những cái cổ phiếu ngân hàng ACB nè quá là ok đúng không thì những cái cổ phiếu vingroup vic nè vinh nè VRE ngày mai nó đóng góp và nó đỡ vào thị trường nhìn chung thấy là những cổ phiếu nó đang ở những cái vùng đáy đi lên rồi chứ không phải là trên những cái vùng đỉnh nào mà anh chị mình lo nó đấy rồi đấy mấy năm trời đúng không? Thì bây giờ nó ở dưới đáy nó lên nó phục hồi thôi. Còn khi nào anh chị thấy những thằng này mà nó kéo từ trên đỉnh nè, thì lúc nó xả thị trường nó mới nát. Đúng không? Mọi người sau chuỗi đi. Những cái cổ phiếu mà nó kéo trên đỉnh nè, một khi nó xả thì thị trường của chúng ta nó mới nát. Còn đằng này nó phục hồi từ dưới đáy lên mà anh chị sợ. Chẳng hiểu anh chị mình sợ cái gì. Đầu tư chúng ta phải có một cái chiến lược mà góc nhìn nó cụ thể. Với anh chị mình cứ sợ 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 với thị trường, nhưng mà cái lúc mà anh chị mình không sợ là anh chị mình online là chết dở đó mà ở đây em không nói cho anh chị là gì mình tự cao quá mình tự tin quá mình không có phòng thủ nhưng mà em phân tích cho anh chị một góc độ nó trực quan nhất lúc nào nên phòng thủ và lúc nào nên tấn công và không phải là lúc nào chúng ta cũng bán hết cổ phiếu để mà chỉnh mua đâu một khi thị trường nó đi lên và cái con sóng tăng trưởng nó xuất phát nha nó không đợi anh chị mình lên tàu mọi người em lấy ví dụ nha thấy ACB chậm chậm gì đúng không một tháng sau hai tháng sau nhìn lại đi nó chạy lúc nào anh chị mình không hay và anh chị không dám mua mọi bằng đúng không thấy nó yếu đúng không bán ra đi bán ra xong anh chị sẽ thấy những cổ phiếu nào break định anh chị luôn mới tiếc nhưng bước bây nè thấy đây chậm đúng không không dám mua đâu nổ lên nè nổ lên nè đố anh chị mình mua lại được đúng chưa nhưng mà trước khi lên nè, thấy mà nó phải đập cho nhào tư ra hàng đập nè lên nè thả mà đại lúc nào trả vậy đập nè lên nè đúng chưa anh chị em Đấy vì cái trend của những cổ phiếu này là trend xu hướng lên nên nó có chỉnh nó rung rắc thì nó cũng gì, xác suất nó lên nó vẫn rất là cao SRT nè, trend nó vẫn đi lên mà, hôm nay rút chân giảm 1.6%, ngắn hàng nó bị ảnh hưởng do những cái cổ phiếu như là MaSan cùng ngành nè, BNC cùng ngành thì bị bán lẻ mà, ngành bán lẻ mà, nó bị ảnh hưởng thôi Nhưng mà với cái cổ phiếu BNC nè, đây là tích lũy đi ngang nè, khối lượng này dòng tiền vào thì bị rủ cái này, em gọi đây là cái quả gì? vào pha tái tích lũy gọi là BU nha anh chị em. Đấy mọi người đừng nghĩ là ơ ừ, một cái bị bán có lượng to là nó chết, chưa chắc. Chưa chắc. Nó có sách, mắt có chứng, lấy cho anh chị ví dụ đi để mà cho anh chị mình thuyết phục một tí. Đúng không? Đây nè. Mọi người thấy không? Đây là cái pha SOS tức là những cái giai đoạn dòng tiền lớn nó vào nó setup nè. SOS hả mà. Mọi người thấy cái thanh khoản lớn không ạ? À? Bật tăng mạnh đó mà. Nhưng anh chị thấy không? Đập cho một cái sàn, hai cái sàn bởi sự kiện gì? Everend tập đoàn lớn thứ ba bất động sản Trung Quốc nó phá sản. Thì với những cái thông tin đó thì cổ phiếu nó phải bị delay lại một thời gian một tuần hai tuần sau nó mới đánh thấy chưa à? đấy gọi là đây là những cái vùng tái tích lũy gọi là bu bu tái tích lũy lại sau tái tích lũy bắt đầu dòng tiền vào đi lên từ vùng kiệt cung gì lại nổ vào chính sóng gọi là pha e đó anh chị em đấy thì với cái cổ phiếu bng nó như thế nào thì với cái cổ phiếu này thì về sau cái pha bị bán tháo này thì nó phải tích lũy lại gọi là gì bu đấy nó đi trong cái vùng biên như thế này nè kiệt khối lượng thì nó mới lên được em không biết nó có thông tin gì nhưng mà với cái cách đánh này thì nó phải tái tích lũy rồi nó mới lên lấy cho anh chị thêm cái ví dụ đi để anh chị mình dễ hình dung KBC uh, lấy cho anh chị ví dụ 20 lấy cho anh chị ví dụ đây nè 2020 mấy đây năm 2021 này đây là vùng tái tích lũy đi ngang của cổ phiếu đây là cái pha gì SOS nè mọi người thấy cái thanh khoản ngày càng tăng lên không dòng tiền vào đây là SOS theo mẫu hình của bút đấy SOS này. sau pha SOS cổ phiếu bị bán khối lượng to cái này nè đây, 13 tháng 9 bị bán giảm 5.8%. Nó có lên ngay không? Không, nó phải tái tích lũy lại, gọi là gì? BU. À, tái tích lũy lại gọi là BU. Thì nó đi lên sau cái pha BU này thì phải tính theo tháng. Sau khi cân bằng cái kiểu là test các kiểu dòng tiền lại vào thì đâu lại vào đó, cổ phiếu là tiếp tục cái hành trình của nó. SSC cũng như vậy. Đấy, thì cái pha BU nhanh hay chậm là tùy vào cái cái xung lực của cổ phiếu cũng như là lúc đó ra những thông tin nào. Đây là tích lũy nè. Đây là gì? SOS nè, dòng tiền vào. Đúng không? Bị bán khối lượng to, bán khối lượng to thì sao cần hấp thụ gọi là bu sau khi tái hấp thụ cái kiểu thì sao à? thì nó lại tiếp tục nó đi lên lấy cho anh chị thêm một cái ví dụ nữa nè à, con hà đô đi lên nè à. sos nè thấy chưa ạ sos nè đây là mẫu hình tích lũy nền phẳng nè rủ khối lượng to to nó chẳng khác thì còn gì con viên chỉ hiện tại đập cho hai cái sàn thấy chưa à rồi bước vào pha tái tích lũy gọi là bu đó tái tích lũy bu dòng tiền vào thì mọi người nhìn đi hai ba tháng năm dài tháng rộng nó có lên không nó lên tới cái gì luôn nó tăng 57%, phần trăm tới cái gì luôn anh chị mình ơi thấy không à Thế là mọi người đừng có sợ ừ ngày hôm nay bị bán có lượng to là phân phối tư duy càng ngắn thì anh chị mình càng bị mất hàng đó, chỉ có như vậy thôi tuy nhiên với cái dạng này thị trường của chúng ta nó phân hóa em đồng ý nha ví dụ trong những mà những hàng em thấy là có CTG mạnh nè à, uh, Vietcombank mạnh nè à, BID mạnh liên việt HDB mạnh nhưng anh chị mình cầm OCB anh chị cầm Tiên Phong băng anh chị cầm BBB anh chị cầm VAB hầu như anh chị không có lợi nhuận vì những cổ phiếu này em chưa thấy dòng tiền vào thấy không ạ à? và ví dụ cho anh chị ngày hôm nay có siêu phẩm HCM nổ lên đúng không thu thật với anh chị là cổ phiếu này nó đánh quá khỏe em không có hàng HCM đấy dòng tiền vào rất là ok thì có cái thị trường quân cáp nào mà dòng tiền vào mấy trăm tỷ với HCM làm gì mà có có thể đây là uh, có thể đây là nhiều khi nó vào phải e luôn anh chị em mọi người không rủ bỏ cái dòng tiền vào cuồn cuộn nhưng mà em, em lấy cho anh chị ví dụ để làm gì có thị trường buôn trap nào mà siêu dòng tiền vào để mà kéo lên hay không. Tổ chức nó rất là khôn, nó phải lựa cái thời điểm nào, thiên thời, địa lợi, nhân hòa để mà nó đánh, đúng không? Tại sao ngày hôm nay HCM nó tăng vì tổ chức đã, đã set up một cái cuộc chơi. Và có nghĩa là gì? Thị trường an toàn thì nó mới đánh, còn thị trường rủi ro thì nó có dại dột gì đâu mà nó đánh. Thì đây là một trong những cái minh chứng cho anh chị thấy là à, thị trường nó đâu đó nó vẫn còn những cái cơ hội chứ không phải là ở à, thị trường giảm nó là tiêu cực. Ra ngoài HCM ra cổ phiếu nào nữa? VCI nằm mọi người thấy không? Dòng tiền vào, vào vẫn tăng 2.1%, thị trường giảm chuyện của thị trường, tôi tăng là chuyện của tôi, đúng không ạ? À? Rồi, ngoài ra thì những cái cổ phiếu khác trong những ngành nó bị bán như là VDS nè, giảm 2% thì bây giờ nó lên cản thì nó gặp những cái nguồn cung là bình thường nhiều khi anh chị hỏi em những câu nó thật anh chị em không biết trả lời em ơi sao cổ phiếu nó giảm vậy em đúng không mà anh chị nào mình đã từng chưa anh chị mình hỏi là em ơi sao cổ phiếu nó giảm em có phải là lái đâu mà em biết đúng không mà vì bây giờ cơ bản là cổ phiếu nó lên gặp những cái nguồn cung thì nó bán ra cung nhiều hơn cầu thì nó bị giảm nhẹ thôi nhưng mà em nhận định cho anh chị một cái xu hướng lớn của cổ phiếu chỉnh là lên ví dụ cái này nè chỉnh cái kéo lên hai ba cây nên là mọi người cứ bán để mà chờ chỉnh đúng không một khi mà nó lên nó không cho anh chị mua cái lúc mà anh chị tự tin nhất nè mua ngay cái nhiều update của cổ phiếu đó thì một vài cái ví dụ thôi fts nè giảm một chấm tư cts giảm một phần trăm bsi giảm một chấm một phân phối kiểu gì đúng không lên gặp cạn vì bán lại tí thôi có gì đâu mà phải lo SSI này vẫn tăng 1% thì rõ ràng trong cái bối cảnh này á, thị trường nó phân hóa à, với cái thị trường phân hóa thì chúng ta phải có cái chiến lược cho nó phù hợp mọi người phải kiên nhẫn một tí chứ không phải nào mà anh chị mình đòi ăn sỏi được ăn sỏi là gì là tôi mua tôi phải có lãi tùy thời điểm có thời điểm anh chị mua có lãi luôn ví dụ những cái vùng phía dưới này đấy mua cả đã kéo lên luôn nhưng mà có những thời điểm thị trường gặp những cái vùng cản cũ á thì anh chị phải cho tổ chức nó có thời gian nó gom hàng phải cho nó có những cái vận động nó rung rủ nhào tư thì nó mới lên chứ đâu thể nào mà nó kéo hoài anh chị em đúng không nên là cái phiên ngày hôm nay chỉ là bình thường không có vấn đề gì còn những cái cổ phiếu thép nữa nổ từ kinh dưới đi lên thì anh chị sẽ là cái nguồn cung rất nhiều em ma 25 này là đại diện cho cái nguồn cung vì nó rơi xong nè có nguồn cung thế mà lên là bị bán xuống lên là bị bán xuống nguồn cung nó rất nhiều thì khi mà nguồn cung nó nhiều thì đâu phải nào mà ngày một ngày hai nó lên được nó phải tái tích lũy các kiểu nên là những anh thép chu kỳ này em không đánh ha thép yếu em không đánh chu kỳ này dầu khí à Bây giờ đi ngang ở trên những cái vùng này thì chưa có gì mới Vẫn chỉ là đi ngang thôi Và nó chưa có cái ngành ủng hộ BVD, BVS sáng nó tăng là do uh, Do do FOMO thôi Sáng nó tăng do FOMO anh chị em Tăng mở gấp do FOMO chứ nó cũng không có sống đâu nhá. Rồi năng lượng, năng lượng cũng chưa có gì mới à, Những cái cổ phiếu năng lượng thì Chưa có dòng tiền vào Thủy sản dịch may, ví dụ TNG nó cuối phiên mì bán Quay về test cái đường trung bình 15 phiên Test xong các kiểu lại bật Giống những cái phiên này nè đấy test xong lại bật đâu có gì đâu mà xấu phân phối gì ở đây hai triệu tư cổ phiếu phân phối phân phối bằng niềm tin nó lên nó chỉnh nó lên nó chỉnh nhưng trung quy xu hướng nó là gì vẫn là xu hướng lên đúng mà có gì đâu phải lo asm những cổ phiếu kinh dưới không đánh nha arv nè kinh dưới không đánh nên thị trường nó cũng hơi khoai hơi phân hóa sale nè sáng tăng cái lúc ba phần trăm thì bây giờ là gặp những cái nguồn cung thì nó bị bán nó cần xử lý dg cũng như vậy ngày hôm nay cuối phiên nó có dòng tiền vào với bdr đúng không đấy thì những cái kia nó cũng hưởng kéo một tí nhưng mà em nói chị bây giờ nó lên nó gặp nguồn cung rồi thì khi những cái cổ phiếu gặp nguồn cung thì anh chị phải cho nó thời gian để nó xử lý nó hấp thụ cái kiểu thì nó lại lên chứ đợi nào mà chúng ta đánh giá một phiên nó không tăng là kêu nó phân phối nhìn thiển cận quá không bao giờ kiếm được tiền lớn đấy nhiều khi anh chị mình thấy là gì à, cổ phiếu nó yếu yếu so với thị trường nhưng mà anh chị bán cái là nó tăng ngồi lại vậy KDH nào quá tuyệt vời cổ phiếu kênh trên bùng nổ tự tin mà múc bùng nổ 6 triệu 8 triệu thì tự tin mà múc nhưng cổ phiếu kênh trên có đồng mà phải lo Đúng không? Nếu em có đánh em cũng chỉ đánh những cổ phiếu như là KLH thôi. Vì nó kênh trên nó đại diện cho những cái cổ phiếu có sự tăng trưởng. Còn những cổ phiếu mà đi lên từ kênh dưới thường là những cái cổ phiếu sau cái biến cố của khủng hoảng. Nước xanh nè, trái phiếu đúng không? BR cũng trái phiếu. DG là gì? Đếm cua trong lộ. Rất nhiều mà dính pháp lý. Novaland là gì? Là trái phiếu đó thì những cái cổ phiếu mà nó dính về trái phiếu nó bị khủng hoảng của nội tại nghiệp nó sẽ rơi rất là sâu thì cái đường lên của nó rất là nhọc nhưng những cổ phiếu nằm phía trên là những cái cổ phiếu doanh nghiệp nó sạch pháp lý nó ok nó không bị bán tháo tổ chức nó vẫn giữ hàng nam long cũng như vậy nè thì nếu có chọn là phải chọn những cái thằng tấp đầu rồi không chọn những cái thằng nó nằm trên trời á mua cao để mà anh chị mình bán cao hơn dài dạ gì mà mua những cái thằng phía dưới lên cái đường đi của nó rất là nhọc ví dụ cho anh chị là cái nhịp này nó lên nè đúng không lên được bao nhiêu phần trăm đất xanh 34 phần trăm sau đó đi ngang 4 tháng trời nó không tăng trong khi giai đoạn này anh chị mình đánh gì đánh CTG ngon không ngon Techcombank ngon không rất ngon VIP ngon không cực kỳ ngon tại sao không đánh những cái sóng dẫn dắt lúc đó là ngân hàng mà anh chị mình cứ ôm khư khư những cái thằng bất động sản nó làm cái gì mất chi phí cơ hội nhiều khi anh chị mình nói em là gì là, em ơi sao em bị bỏ lỡ sống bất động sản em nói chị là bất động sản bây giờ nó chưa có sống đâu và nó không phải là sống chính đâu mà chỉ là phục hồi theo với thị trường thôi giai đoạn sắp tới chị thấy là những cổ phiếu này đi ngang vài tuần vài tháng là bình thường trong khi những cái con nhận dắt á anh chị mình đang chê á anh chị mình nghĩ nó yếu á anh chị mình bán mua những con này á thì những con đó là vượt đỉnh trong khi những này nó là không tăng đấy còn khu nghiệp thì sao khu nghiệp lần này có gì đâu mà chơi khu nghiệp nhận yếu không có sóng sánh gì đâu SGC yếu hơn cả thị trường chung thị trường tìm cận đỉnh là những cổ phiếu nằm dưới đỉnh thấy không sự phân kỳ của một cái ngành VGC nè yếu hơn cả thị trường chung né 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 không chơi những cổ phiếu này EDC cũng vậy nè yếu không có dòng tiền vào nó làm nói anh thằng anh chị trên thị trường nó có năm sáu ngành nữa mười mấy ngành đúng không nhưng mà em lọc được khoảng năm sáu ngành là chơi được thôi còn lại là nó chỉ là biến động theo thị trường đạm cà mau nè test lại rồi đạm phú mỹ cũng như vậy nhưng mà CSV với là BFC em đọc cấu trúc này là phân phối nha giá đồng lỏng khối lượng to khối lượng rất to dao động rất lòng em đọc cấu trúc đây là phân phối nha nên em không mua với những cái cổ phiếu đạm trong nền hiện tại nha rồi còn bán lẻ rồi mở bây giờ ok trên đi lên khối lượng có 5 triệu chín phân phối phân phối gì mà phân phối rt test lại khối lượng bé chỉ có con bnc và masan đây là đè chỉ số thôi nhưng mà nó đè về đâu nó quay về đúng cái vùng nền hỗ trợ của nó rồi nó làm em cho rằng ngày mai những cái cổ phiếu này hồi thị trường tự nhiên nó sẽ đẹp trở lại còn hh uh, này pvt vẫn là th trạng thái quay về test những cái kênh giá, test những cái đường trung bình 15-25 phiên, không có gì xấu cả, nó chỉ là trạng thái đi ngang Còn đầu tư công, thôi bỏ đi anh chị em, bánh vẽ thôi à, đầu tư công không có vị gì đâu Bây giờ mới giải ngân gần 37% tốc độ giải ngân của cổ cái mục tiêu đầu năm 2024 Thủ tướng Chính phủ đề ra Bây giờ anh chị nhìn đi tháng 8 rồi, mới giải ngân được khoảng hơn 37% Vì anh chỉ biết để mà giải ngân một cái dự án đầu tư công nó vướng vào chứ bộ vướng pháp lý nè bây giờ mình xây một cái cầu mà xung quanh nhà dân thì sao mình phải đi đàm phán với lại người dân ở đó còn người ta bán cho mình cái mức cái mức giá bao nhiêu thì mình có thể mình chấp nhận mà có người chịu bán có người không chịu bán nên là với cái câu chuyện đầu tư công đó là cái câu chuyện muôn thở anh chị em đấy thường anh chị mình đọc tin anh chị thấy là gì à, bây giờ mình tăng trưởng tốc độ giải ngân đầu tư công nhưng mà cái con số thực tế nó chẳng bao nhiêu cả Đấy, cái chẳng bao nhiêu cả thậm chí cái lợi nhuận nó còn kho, chỉ đủ nuôi quân thôi anh chị em em có một vài anh chị làm trong cái lĩnh vực uh, bất động sản này làm trong đầu tư công anh chị nói một cái gói đầu tư công em nhìn thấy mới 10 000 tỷ 5 000 tỷ nhưng mà khi mà trừ hết những cái chi phí vật liệu ra nhân công ra thì chỉ đủ để mà nuôi quân thôi Đấy, gọi là mình cầm hơi đó chứ không phải là tạo ra một cái sự bùng nổ về lợi nhuận để mà cho có một cái con sống đầu tư công nên là giai đoạn này em không đánh đầu tư công làm gì cả đánh phí thời gian chôn vốn phí tiền đấy thì thị trường anh chị thấy là uh, nó cũng đang phân hóa nó cũng khó chứ không dễ tuy nhiên trong cái khó thì nó mới ló cái khôn anh chị em thị trường nó khó thì nó mới tạo ra một cái sự khác biệt vì đó thì mới gọi là thị trường có người mua và có người bán nên là quan điểm của em thị trường nó vẫn chơi được thì nó hơi khó một tí thôi đấy cái game mà nó khó thì anh chị mình lãi mới xứng đáng còn cái game mà nó dễ quá ai cũng lãi thì lấy đâu là người lỗ đó là quan điểm của em về thị trường ngày hôm nay nó không phải là phiên phân phối thứ nhất mà chỉ là một trong những cái nhịp điều chỉnh thông thường làm mạnh và nó em nghĩ là ngày mai sẽ tiếp tục hồi vì nó quay về vùng hỗ trợ này đây bên dưới hỗ trợ thì ngày mai nó sẽ coi giật lên nè Đấy, nó sẽ coi giật lên như thế này còn để mà thị trường rơi hãy nhớ nè nó phải tạo một cái vùng cân bằng trên cân bằng trên nè à, đi ngang khoảng một hai tuần á cân bằng trên thì nó mới rơi chứ không có nào mà đùng một cái mà nó rơi trừ những cái sự kiện thiên a đen thì cái đó thì em chịu thiên a đen mà đâu có biết trước được đúng không nhưng mà theo một cái chiều hướng là thị trường vẫn vận động bình thường không có những thông tin quá xấu không có những tin tiêu cực với thị trường thì thị trường ngày mai nó hồi nó vẫn đi ngang trong những cái vùng biên và phiên ngày hôm nay là cái phiên điều chỉnh làm mạnh và quan điểm của em thị trường nó vẫn là uptrend và những cái cổ phiếu tiềm cần đỉnh sẽ là những cái cổ phiếu ưu tiên hàng đầu nó sẽ có xuống vượt đỉnh nên là mọi người hãy cân nhắc là cơ cấu những cổ phiếu yếu những cổ phiếu mà nó hồi kích biên rồi hãy cơ cấu nó ra tập trung cho những cái cổ phiếu dẫn dắt để mà tối hóa và trong đoạn sắp tới anh chị sẽ thấy là thị trường nó lên nhưng mà có rất nhiều anh chị em tài khoản không tăng vì anh chị toàn nắm những cái cổ phiếu kênh dưới thôi là mọi người hãy tranh thủ tranh thủ cơ cấu ra và nếu anh chị mình đang cầm tiền không biết mua mã cổ phiếu nào mời anh chị tham gia vào room khách hàng bọn em để mà cập nhật đánh một cái nhịp mới ngoài ra em có một cái room cộng đồng mọi người có thể là tham gia vào trong đó để mà cập nhật những cái kiến thức những cái chia sẻ chuyên sâu về cái phương pháp visa cup hoàn toàn free bằng cách quét mã qr code bên góc trái hoặc là bấm bên dưới bình luận để mà tham gia ha còn những anh chị nào mình cần cơ cấu anh chị muốn đánh là một cái nhịp mới dọn lại danh mục cho tối mời anh chị liên hệ với số điện thoại 077 575 2919 em sẽ trực tiếp hỗ trợ cho mọi người hãy nhanh tay nhanh chị cơ hội không dành cho những người chần chờ đơn đợi thị trường phá một nghìn ba kéo về một ba năm mươi anh chị mới tự tin anh chị mình mua lúc đó mọi thứ quá rõ ràng cổ phiếu tăng 15 20 phần trăm còn gì đâu mà để cho chúng ta mua hãy mua khi ai cũng sợ hãi đúng không ạ tham lam khi người khác sợ hãi và biết sợ hãi lúc người khác tham lam còn bây giờ tranh sáng tranh tối vẫn còn ngồi đợi sập để mà mua thì em cho rằng thị trường này nó vẫn đi lên nó rung lắc các kiểu một hai phiên nó lại cân bằng đâu lại vào đấy được không ạ nhưng mà thường những cái ngày nghỉ lễ dài ví dụ như là hai tháng chín nè ba mươi tháng bốn một tháng năm á thì thị trường nó sẽ giao dịch nó ảm đạm một tí ví dụ ngày hôm nay thị trường nó chỉ biến động về cuối phiên chiều thôi bản chất nó vẫn giao dịch hơi ảm đạm một tí ha nên là thị trường giai đoạn này thanh khoản nó cũng leo tèo thì đối với em tổ chức nó chưa phân phối được nó chưa có thoát hàng được rung lắc các kiểu thì đầu lại vào đấy thôi rồi ok và cảm ơn chị đã dành thời gian xem video ngày hôm nay hy vọng rằng những cái chia sẻ của em sẽ giải tỏa bớt áp lực căng thẳng cho quý anh chị cũng như cho anh chị một góc nhìn nó đa chiều hơn với thị trường đừng bao giờ nhìn thị trường với một cái con mắt quá là tiêu cực anh chị sẽ bỏ qua rất rất nhiều những cái cơ hội trong thời gian sắp tới và nếu anh chị mình thấy video ngày nào hay nhớ chia sẻ like đăng ký và comment một cái lời cảm ơn, một cái lời bình luận hình trái tim để mà chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau nhiều hơn trên kênh YouTube đầu tư cùng với Quity Stock. Và có lẽ là trong những cái phiên sắp tới thì khi mà thị trường nó đã có một cái sướng cụ thể hơn thì em sẽ có những cái buổi đào tạo chuyên sâu dành riêng cho hệ thống khách hàng em hoàn toàn miễn phí để mà cơ cấu lại đánh những cái cổ phiếu dẫn dắt trên thị trường. Thì bây giờ nó vẫn chưa có nên là em vẫn đang nghiên cứu và soạn cho anh chị những cái giáo án. Nếu anh chị mình muốn vừa đầu tư thực chiến vừa có kiến thức miễn phí mời anh chị tham gia vào rừng ngân hàng bên em ha rồi cảm ơn cả nhà rất nhiều và chúc cả nhà buổi tối thật là ngon nhất hẹn gặp lại anh chị trong những cái video tiếp theo và kỳ vọng ngày mai thị trường sẽ phục hồi lên để cho anh chị ai cũng vui ai cũng có lại rồi tạm biệt cả nhà nha đừng quên like đăng ký kênh và chia sẻ xin cảm ơn mọi người rất rất nhiều